tinh sớm vẫn có nhiều con như thường là bởi vì cái tinh dịch vẫn vào được cơ thể của người phụ nữ. Nó chỉ phóng nhanh quá, người phụ nữ không có khoái cảm thì nó sẽ gây ra những cái trục trặc về phương diện khác, chứ không phải về phương diện con cái. Cho nên rằng là chúng tôi đã gặp những người xuất tinh sớm mà đã có 3 con rồi. Xuất tinh sớm nó ảnh hưởng đến cái quan hệ vợ chồng vì không làm thỏa mãn được người phụ nữ, chứ nó không ảnh hưởng đến chuyện sinh con đẻ cái.